Đúng là 6 tháng cơ. Cũng nhiều quá trình rồi. Mẹ em cũng bắt em ăn móng giò. Chị biết đấy. Câu chuyện móng giò và đu đủ. Móng giò, đu đủ, đúng rồi. Bắt em ăn nhưng em không chịu ăn. Chị đoán chắc là bà ngoại thế nào cũng bắt nằm than nè, rồi hơ nè, đúng không? Đúng rồi chị. Những lúc như vậy thì em từ chối hay là em hợp tác? Đương nhiên là em từ chối thôi ạ. Tại vì Sài Gòn nóng muốn chết luôn, làm sao mà em bây giờ em còn nóng, em kể lại em còn toát mồ hôi này. Mẹ em cũng nghe người này người kia bày là hả, mua lá này lá kia về tắm cho bé đấy. Rồi thì đó, ý là người tất lớn cả thì... những cái quan điểm dân gian là mẹ em tái hiện lại, tái hiện lại. Vậy được cái là mẹ em á là rất tôn trọng em, tức là con của mày mà, tao chỉ chăm phụ mày thôi. Thật ra là cô bé này á là một cô bé rất là năng động. Cái công việc của cổ là đã thể hiện cái điều đó rồi, là một MC dẫn sự kiện thì sẽ đi rất là nhiều nơi, và mình là đang mới vừa đi du học về rồi đang có một cái kế hoạch là sẽ đi du học nữa, mà bây giờ lại bị giống như là bị trói chân bởi một cô gái nhỏ đó, cho nên chị cũng đang rất là thắc mắc là thật sự nếu như nói rằng em không có những cái lấn cấn về cái việc đó là soi mình rồi so những bạn cùng nghề hoặc là so những cái người cùng lĩnh vực với mình để thấy rằng là có vẻ mình đang có một cái chướng ngại nhất định đó, để có thể lăn tăn, thế thì mình đã dọn dẹp tâm trí của mình đã gọi là mình đã trải qua cái giai đoạn có một đứa bé nhỏ rồi vẫn phải định hình cá nhân mình, bởi vì với những cái bạn bây giờ thì cái việc mà mình phát triển sự nghiệp là một cái nhu cầu chính đáng, thì giai đoạn đó em có khi nào em cũng cảm thấy lạc lòng hay em cũng cảm thấy là trời ơi tại sao nó đến sớm như vậy? Có chứ ạ. Nói chung là em nghĩ lại thì em cũng rất là tủi thân, mà em cũng buồn lòng ấy, vì mình không muốn là có con quá sớm như vậy. Có một số người gọi điện cho em book show, em nói là em đang có bầu em không thể nhận show được, thì họ mới nói là tại sao lại có bầu trong thời điểm này, lúc đấy đang thời điểm cuối năm rất là nhiều show. Em cũng bất ngờ, em cũng không biết tại sao, em cũng không biết tại sao luôn. Anh hỏi em câu đấy em cũng bất ngờ, em cũng không biết trả lời thế nào. Mình tên là Viên Thảo, hiện tại thì mình đang làm công việc là MC dẫn sự kiện, cũng như là đang làm giảng viên và dạy các kỹ năng mềm cho các bé. Em cũng với cả chồng của em thì có tổ chức một cái công ty tổ chức sự kiện ạ. Chồng của em là ai nè? Chồng của em là ca nhạc sĩ Sĩ Luân ạ. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Bắt đầu từ lần đầu tiên mình mang thai. Người ta nói là yêu nhau là do duyên số, còn lấy nhau là do sự cố. Câu này thực sự nó rất giống với em luôn. Tuy là quen nhau cũng đã khá là lâu rồi thì nhưng mà em vừa mới đi du học ở Đài Loan về, thì vừa về cái hôm sau gặp nhau, cái là ba chấm. Em có uống thuốc tránh thai nhưng mà em không nghĩ là cái viên thuốc tránh thai đó lại không có tác dụng, và em thì không bị nghén ngẩm gì cả, kinh nguyệt của em cũng không đều rồi, thế cho nên khi mà em mang bầu thì em không hề biết là mình mang bầu. Thế đến lúc mà em ăn uống em cảm thấy là nó không được ngon miệng, thì em mới nghĩ là hay là do mình bị rối loạn tiêu hóa. Lúc đầu em đến bệnh viện thì em đòi là nội soi, thì bác sĩ bảo là thôi bây giờ để cho chắc thì đi siêu âm đi, nhỡ may nếu mà có em bé thì mình nội soi sẽ gây ảnh hưởng đến em bé. Thế là mới đi siêu âm thì bắt đầu mới táo hỏa ra là em đã có bầu 11 tuần rồi. Nó như một cái tiếng sét ngang tai, mà em lúc đấy em vẫn chưa định hình là mình đã là mẹ rồi cơ. Nghĩa là câu chuyện này không có hình ảnh của que thử thai, không có cái gì đó để ngay từ nhà, mà là vô bệnh viện được chuyển thẳng cái chỉ định nội soi sang cái chỉ định là siêu âm thai. Rồi thấy một em bé nhỏ xíu ở trong đó. Và lúc đấy thì bé đã có tim thai mất rồi. Rồi lúc đó là anh chồng thì anh đâu có được vô phòng siêu âm. Dạ đúng rồi, thế xong rồi lúc em đi xuống anh mới hỏi là em bị sao rồi, em bị bệnh gì. Thế là em mới bảo là thôi anh nhìn tờ giấy kết quả đi, anh nhìn đi. Anh nhìn đi. Thế là ông đọc ông cũng bảo ủa cái này có nghĩa là gì ta? Hả? Ủa cái này có nghĩa là gì ta? Hả? Xong rồi ông ấy bảo đưa cho mẹ nuôi của anh, là bác sĩ bảo là mẹ ơi cái này là nghĩa là có thai là chưa. Tại vì ở dưới thì ông không đọc ở chữ ở dưới, mà ông đọc cái những cái hình ảnh ông không có hiểu. Không phải không hiểu đâu em, ông đọc tới đó là ông không phân tích được dữ liệu nữa. Cái sự hoảng sợ của ông làm cho ông không thể tiếp tục với cái văn bản đó. Đúng rồi ạ. Em khóc mấy tiếng đồng hồ luôn. Em khóc mà em không ngừng được luôn ý. Sợ hả? Nó sốc quá, em chưa chuẩn bị tâm lý làm mẹ. Với cả em còn dự định là em sẽ đi du học ở nước ngoài nữa. Xong rồi em còn ký hợp đồng với cả một số công ty nữa, cho nên là em vẫn chưa định hình là mình sẽ phải làm mẹ trong khoảng thời gian này.
Với cả em là người Bắc nữa thì chị biết người Bắc quan niệm mà gái chưa chồng mà có bầu thì thực ra người rất là người Việt Nam nói chung Nam cũng vậy. Người Việt Nam nói chung, rồi trong đó chung hơn nữa là người phương Đông, nó có những cái rào cản về mặt văn hóa. Đó là những cái rào cản vô hình mà mình buộc phải thừa nhận. Em khóc mấy tiếng đồng hồ, xong rồi anh Luân anh mới nói là tức là anh là khóc trước mặt ông Luân. Khóc mà em khóc, khóc từ bệnh viện. Xong rồi em khóc đi qua bên siêu thị. Tức là mà bệnh viện thì nó đối diện cái siêu thị mà. Ông bảo là thôi bây giờ đi qua bên siêu thị ăn uống thì đi, rồi uống cà phê mình bàn tiện chuyện tiếp. Thế xong rồi vừa đi vừa khóc, khóc không ngừng, rồi bao nhiêu người ta nhìn vào. Xong rồi em bảo là thôi em đừng khóc nữa, người ta nhìn vào xấu hổ lắm. Anh là người chịu trách nhiệm, anh không khóc thì thôi em khóc cái gì. Anh nói vậy thôi. Cái gì vậy anh? Anh là người chịu trách nhiệm nhưng mà cái người xin nở là ở đây đúng mà. Đúng rồi. Đó. Rồi tức tuổi. Nói chung là sốc lắm. Đến tận bây giờ em suy nghĩ lại thì em vẫn thấy là mình khá là trẻ con cái lúc đó. Rồi bây giờ khi mà mình dứt khóc xong cái là mình nghĩ cái gì về cái thai kỳ kế tiếp? Thì em bắt đầu tìm hiểu, mua sách, mua báo, mua mọi thứ để làm sao để có thể là cho cái thai nhi của mình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Trong tâm thế luôn, dù là em có buồn, em có khóc đến mấy nhưng em vẫn luôn giữ trong mình một cái đầu thật lạnh để có thể là bảo vệ thai nhi của mình, để bé sinh ra không bị ảnh hưởng bởi cái tâm lý của người mẹ. Dạ. Cũng trộm vía là bé của em sinh ra chị Lan gặp rồi, bé hay cười lắm ạ. Cười suốt ngày, thương lắm. Dạ. Và bắt đầu từ lúc đó thì hai vợ chồng mới vạch ra những cái kế hoạch và thay đổi hết tất cả những cái kế hoạch của mình trong thời gian sắp tới để chuẩn bị chào đón em bé. Tức là sau khi mà biết có bầu là hai đứa tức tốc đi tìm nhà, mua nhà đó chị. Trong vòng 2 tháng thôi là bọn em vừa tìm nhà, vừa sửa nhà, vừa xây sửa lại nhà hết luôn đấy ạ. Rồi lúc đó phản ứng của hai bên cha mẹ? Đương nhiên là không vui rồi, tại vì em thì nhà gái thì không thích là có bầu trước cưới thì nói chung là không thích rồi. Ở bên kia cũng không vui lắm, thì nói chung là cũng buồn nhiều lắm. Nhưng mà em cũng đã nói rồi là cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì em vẫn luôn giữ trong mình một cái trạng thái là vui vẻ để bảo vệ con em. Không muốn là vì những cái suy nghĩ tiêu cực của mình mà ảnh hưởng đến con của mình. Tôi muốn hỏi một chuyện, đó là người đàn ông mà vừa đi vừa khóc, anh nói rằng là anh sẽ chịu trách nhiệm không, mà anh ấy vừa đi vừa cười. Rồi anh ấy vừa đi vừa cười, để nói là đến đi anh sẽ chịu trách nhiệm mà, thì anh đã chịu trách nhiệm như thế nào để giúp em an định đi qua cái thai kỳ của mình, để em không lợn cợn, em có thể có một cái tâm trạng tốt nhất có thể. Lúc đấy em cũng hoang mang trong đầu là không biết anh có chịu trách nhiệm không. Đúng rồi. Thế xong rồi anh nói là em yên tâm, bây giờ anh đã làm cha của đứa bé rồi thì anh sẽ mua cho em một căn nhà để anh có thể chăm sóc em. Và thứ hai đó là mình sẽ làm đám cưới, thì bọn em có làm một cái lễ đám cưới nho nhỏ ở bên Thái Lan. Thì anh ấy luôn luôn gây trò cười cho em và cũng hay hát cho thai nhi trong bụng nghe. Thế cho nên là đến khi mà bé sinh ra đời rồi, bé khóc khi chào đời nhưng mà ba hát thì bé im re luôn, bé không khóc nữa. Chồng em chỉ sáng tác được có 2 câu thôi, đấy là mắc cười. Đừng nói là con là chú heo con dễ thương nha. Không ạ, chồng em chỉ sáng tác là bé của em tên là Annie. Thì chồng em sáng tác bài hát là Annie có ba đâu rồi, Annie có ba đâu rồi, Annie có ba đâu rồi, ba yêu Annie. Thế thôi rồi. Chỉ có 2 câu vậy thôi mà hát nghĩa lại hoài luôn. Nhưng mà mỗi lần mà bé nghe cái bài hát đó, bé nghe được giọng của ba là bé cười. Nhưng đó là sáng tác độc quyền của Annie, sau này mua hơi bị mắc à nha. Ủa anh Sĩ Luân, sao anh sáng tác rất là nhiều bài nhạc tình ca mà anh sáng tác cho con anh có đúng những nhẹn 2 câu mà nó lặp lại tới 4 lần. Anh hơi ăn gian không? Trong cả cái quá trình mang thai của mình đó, thì hai vợ chồng có một cái nghiên cứu về thai giáo không? Em lên trên mạng rồi em mua sách về thai giáo, rồi em tìm hiểu. Thì và em cũng có tập thiền và tập yoga nữa. Thì nói chung là em luôn luôn giữ cho mình một cái tâm thái là làm sao để có thể là tốt nhất cho em bé của mình. Và em cũng nói với chồng em là chồng ơi, chồng phải hay nói chuyện với cả em bé trong bụng này, phải trò chuyện vui vẻ với em bé, hát cho em bé nghe thì em bé sinh ra mới được vui vẻ và khỏe mạnh. Rồi ngoài ra thì em cũng kết hợp với một số chế độ ăn uống, dinh dưỡng trong thai kỳ. Tuy nhiên là em cũng giống chị Lan, là dù như thế nào thì em cũng tăng 20kg giống chị. Nghiên cứu dữ lắm nha chị. Nghiên cứu dữ lắm nhưng tăng 20kg. Thì đó, giữa lý thuyết và thực tiễn thì nó luôn có những cái khoảng trên. Kiểu vậy đi, thì đôi khi cái khoảng trên nó cũng nhẹ thôi à, 20kg. Bây giờ chúng ta bước qua tới cái giai đoạn đi sanh nè. Cái ngày hôm đó đối với em nó như thế nào? Nó có
khó khăn nó có trục trặc hay nó có suôn sẻ không? Kiểu như là nó rất bình yên, giống như là cuộc đời của em bây giờ ấy. Em dự sinh là ngày 18 tháng 2, là lúc đấy là em tròn 40 tuần rồi. Nhưng mà đến ngày 18 tháng 2 em không có một cái động tĩnh, không có một cái dấu hiệu sinh gì cả. Thế xong rồi chồng em mới đi nghe người ta bảo là mình phải chăn gối thì mới gây chuyển ra. Cái vụ này tôi nghi từ nhà Đăng Khôi nè. Tôi nghi cái câu chuyện này là từ nhà Đăng Khôi của Thủy Anh nè. Trời rồi sao? Xong cuối cùng là chồng em chỉ nghe vậy thôi, nhưng mà chưa kịp thực hành thì khám bác sĩ bảo là thôi bây giờ đã mở 1 phân rưỡi rồi thì em có muốn sinh không. Thì em bảo là em đợi ngày 20 tháng 2, ngày đẹp trời để đẻ được không bác sĩ. Bác sĩ bảo là nhưng mà em phải kiểm tra xem là cái tim của thai nhi nó có ổn định hay không. Thì đi kiểm tra thì tim bé không được ổn cho lắm. Thế là bác sĩ bảo là thôi bây giờ nằm theo dõi, chờ từ 7 giờ sáng đến tận 8 giờ tối thì mới bắt đầu mới mở 10 phân và bắt đầu sinh. Thì lúc mà em mở 10 phân thì đúng lúc đấy là chồng em vừa mới vào luôn. Thì bác sĩ bảo là trời ơi con bé này nó như là nó đợi ba nó vào thì nó mới chịu ra đời hay sao ý. Lúc mà dặn đẻ em dặn khoảng 15 phút đầu mà chồng em bật nhạc thiền, em dặn không được luôn. Bác sĩ bảo là thôi đổi nhạc đi, bật nhạc sáng đi, nhảy xuân vào chứ nhạc thiền là không có dặn được. Trời ơi. Thế xong rồi chồng em bảo là nhờ. Thế là chồng em đổi sang nhạc sàn nhảy. Thế là 15 phút sau là em đẻ rồi. Và dặn được bé 3 kg 8 á chị. Âm nhạc nó phải tùy lúc, tùy nơi, tùy tình huống. Nhưng mà khoan, vì cái ngày đi sinh của em nó quá êm đềm, có nghĩa là không vỡ ối, không bối rối, không bất ngờ. Dạ. Muốn check lại thêm một cái điểm nữa, coi có giống Ngọc Lan không, là có trang điểm đi sinh không. Bạn em cũng bảo trước khi sinh, bạn em cũng gửi hình ở trên mạng. Bạn em bảo là đây mày nhớ là chụp hình trang điểm xong rồi khi mà sinh ra nhớ selfie post Facebook nha. Nhưng mà em kiểu như là chờ từ sáng đến tối, lúc này nó mệt quá rồi là không kịp trang điểm. Chứ không là em cũng bắt treo chị Lan là trang điểm. Không, em nói chuyện nghe em cũng gặp sự cố lắm chị. Tức là khi em đi vô bệnh viện em trang điểm rất đẹp mà em chờ gần 40 tiếng. Tuột hết nền rồi. Trời, mồ hôi một cái dễ dãi. Rồi sao đó chị? Xấu quá chứ sao em? Trời ơi. Chị có selfie không? Chị vẫn chụp hình nha em, nhưng mà vẫn xấu. Khổ. Rồi cái lúc mà bế em bé lên cho em thì anh Logan có bật lại nhạc thiền không? Không, lúc mà bế em bé lên là anh chỉ biết rớt nước mắt thôi. Chồng em rụng rời tay chân luôn á. Lúc đấy em thấy là chồng em mồ hôi một cây nhĩ nhại ra nhìn em đẻ mà ông mới quay mặt đi, ông mới lau nước mắt. Và lúc mà bế em bé lên trên tay ông luôn sợ, không là bế con sợ là con nhỏ quá chưa làm cha bao giờ mà bế con sợ là làm rớt con ra chị. Khoảnh khắc đó em cũng rất là hạnh phúc khi mà chồng của mình vào phòng sinh được nhìn thấy mình cận cảnh đau đớn như thế nào thì chồng mình mới thương mình được. Còn bản thân em thì sao, lúc đó em đón con nó như thế nào? Lúc đấy bác sĩ bảo là ra kề da thì em ra kề da khoảng 1 phút xong rồi em thấy nặng quay bảo thôi bác sĩ ơi con em nặng không bác bé ra chỗ khác. Nặng quá trời nặng. 3 kg 4 hả? 3 kg 8. 3 kg 8 đúng rồi. Rồi sau bao nhiêu ngày thì mình mới được xuất viện về nhà? Em nằm bệnh viện khoảng 3 ngày thôi là được về nhà rồi. Nhà của em với cả bệnh viện gần nhau lắm, đi bộ là tới bệnh viện rồi. Hay đi bộ về hả? Dạ không ạ, chồng em trước khi mà đi về chồng em chạy về nhà bật điều hòa sẵn ở trên phòng để cho phòng nó mát rồi bắt đầu mới qua bệnh viện đó, hai mẹ con về nhà vậy đó. Mấy bác bảo vệ mới bảo là thôi bế nó lên đi, tại vì nhà em thì không có thang máy, bảo là thôi bế nó lên đi, nhưng mà em vẫn cố gắng là đi bộ từ dưới đi lên để cho là mình có thể là dễ dàng hồi phục lại sau khi sinh. Rồi cái câu chuyện chăm con sau sinh nó như thế nào? Em cũng là một bà mẹ trẻ không có kinh nghiệm gì nhiều thì em cũng hoàn toàn là tin vào mẹ em. Tuy nhiên là cách chăm sóc của người lớn, người về đời trước thì nó sẽ khác với cả các bà mẹ hiện đại sau này. Thì có một số cái vấn đề thì cũng tranh cãi nhau trong quá trình mà chăm bé. Ví dụ như là bé nhà em thì mẹ em hay nói là 4 tháng là phải cho nó ăn bột rồi, cho nó ăn dặm rồi. Nhưng mà mình thì đọc sách vở thì phải đúng là 6 tháng cơ. Cũng nhiều quá trình rồi mẹ em cũng bắt em ăn móng giò. Chị biết đấy. Câu chuyện móng giò và đu đủ. Móng giò, đu đủ đúng rồi. Bắt em ăn nhưng em không chịu. Chị đoán chắc là bà ngoại thế nào cũng bắt nằm than nè, rồi hơ nè, đúng không? Đúng rồi chị. Những lúc như vậy thì em từ chối hay là em hợp tác?
Đương nhiên là em từ chối thôi ạ. Tại vì Sài Gòn nóng muốn chết luôn, làm sao mà em bây giờ em còn nóng, em kể lại em còn toát mồ hôi này. Mẹ em cũng nghe người này người kia bày là hả, mua lá này lá kia về tắm cho bé đấy. Rồi thì đó, ý là người tất lớn cả thì... những cái quan điểm dân gian là mẹ em tái hiện lại, tái hiện lại. Vậy được cái là mẹ em á là rất tôn trọng em, tức là con của mày mà, tao chỉ chăm phụ mày thôi. Thật ra cô bé này á là một cô bé rất là năng động. Cái công việc của cổ là đúng đã rồi, thể hiện cái điều đó rồi. Là một MC dẫn sự kiện thì sẽ đi rất là nhiều nơi. Và mình là đang mới vừa đi du học về rồi, đang có một cái kế hoạch là sẽ đi du học nữa, mà bây giờ lại bị giống như là bị trói chân bởi một cô gái nhỏ. Đó, cho nên chị cũng đang rất là thắc mắc là thật sự nếu như nói rằng em không có những cái lấn cấn về cái việc đó là soi mình, rồi so những bạn cùng nghề hoặc là so những cái người cùng lĩnh vực với mình để thấy rằng là có vẻ mình đang có một cái chướng ngại nhất định đó, để có thể lăn tăn, thế thì mình đã dọn dẹp tâm trí của mình đã gọi là mình đã trải qua cái giai đoạn có một đứa bé nhỏ rồi vẫn phải định hình cá nhân mình. Bởi vì với những cái bạn bây giờ thì cái việc mà mình phát triển sự nghiệp là một cái nhu cầu chính đáng, thì giai đoạn đó em có khi nào em cũng cảm thấy là lạc lòng hay em cũng cảm thấy là trời ơi tại sao nó đến sớm như vậy? Có chứ ạ. Nói chung là em nghĩ lại thì em cũng rất là tủi thân và em cũng buồn lòng ấy, vì mình không muốn là có con quá sớm như vậy. Có một số người gọi điện cho em book show em nói là em đang có bầu em không thể nhận show được, thì họ mới nói là tại sao lại có bầu trong thời điểm này, lúc đấy đang thời điểm cuối năm rất là nhiều show. Em cũng bất ngờ, em cũng không biết tại sao, em cũng không biết tại sao luôn. Anh hỏi em câu đấy em cũng bất ngờ, em không biết trả lời thế nào, thì nói chung là em cũng rất là buồn. Bây giờ sau khi mà mình đã trải qua giai đoạn mình chăm bé sơ sinh, tất cả mọi cái, thì cái cuộc sống của vợ chồng nó đã quay trở lại như bình thường chưa? Cuộc sống vợ chồng về sinh hoạt vợ chồng đấy. Thì chồng em được cái là chồng em rất là chưa bao giờ có được làm cha, cho nên là nghĩ cái chuyện đấy nó sẽ là rất là to tát. Và khi mà thấy cái cảnh tận mắt nhìn thấy em đau đớn, rồi em tận mắt nhìn thấy bác sĩ khâu cái tầng sinh môn của em, thì chồng em nghĩ trong đầu là chắc là vợ vẫn còn rất là đau, cho nên là vẫn là không làm động vào vợ, gìn giữ. Thế xong rồi mãi phải khoảng 4 tháng sau thì chồng em mới hỏi là vợ đã hết đau chưa, vợ đã sẵn sàng chưa. Thế xong rồi hai vợ chồng mới rủ nhau đi du lịch ở Vũng Tàu. Bắt đầu mới quay trở lại chuyện đó. Cũng tự ti một chút xíu vì em nói là với chồng em là trời ơi, vợ sinh xong vợ không nhận ra bản thân mình luôn. Tại vì người vợ bị sồ ra này, rồi vợ bị dạn ra ở hông, ở mông. Chồng còn cảm thấy hấp dẫn không, đủ hấp dẫn với chồng không. Thì chồng em mới nói là chồng không thích mấy đứa gầy, chồng chỉ thích mấy đứa béo thôi. Sao ngày xưa em gầy anh lại lấy em? Đúng là đàn ông cái gì cũng nói được. Thế nói chung là cũng nói để cho mình cảm thấy yên tâm. Đó, vẫn rất là tỉnh để hiểu rằng đó là một câu nói chỉ để cho mình yên tâm. Đúng rồi đó. Tuy nhiên phụ nữ mà biết thì biết thế thôi, nhưng mà vẫn thích tin vào những cái lời ngọt ngào của đàn ông. Đúng rồi, tôi xin người cứ gian dối cho tôi tưởng người vẫn yêu tôi. Nói chung là bút lịch suôn sẻ. Vậy chừng nào tính đẻ đứa nữa? Chắc là anh ấy bảo là nếu mà đẻ được nữa chắc là anh ấy tự tử quá. Tại sao? Tại vì đẻ một đứa thấy cũng rất là mất nhiều thời gian vất vả, cho nên là tạm thời điểm này kinh tế cũng đang không được ổn định cho lắm, nên là hai vợ chồng chỉ muốn tập trung vào một bé thôi. Với cả em cũng đọc rất là nhiều những câu chuyện, ví dụ như là bé còn nhỏ quá mà mình sinh tiếp bé thứ hai thì bé đầu sẽ ghen tị về bé thứ hai, vì tại sao mẹ không yêu con mà chỉ yêu em thôi. Thực ra cái chuyện sinh con thì mình cũng sẽ có nhiều cái tác động, trong đó có những cái tác động mà mình không lý giải được bằng những cái câu chuyện thông thường, nhưng mà nó vẫn nên có sự chuẩn bị. Và trong lúc này thì là chuẩn bị cho cả cái việc em bé lớn có tâm thế đón nhận em mình như thế nào, và cái sự chuẩn bị của cả hai vợ chồng. Bởi vì cái việc mà em sinh thêm một đứa bé thứ hai, cái việc em chăm sóc nó không phải là cứ nhân lên gấp đôi so với đứa đầu là nó ra câu chuyện đó. Không phải thế, thêm một đứa thôi, nhưng mà những cái phần việc cần làm nó sẽ rất nhiều. Cho nên là nếu như có thể thì vẫn là một cái sự chuẩn bị tốt nhất có thể. Tốt tới đâu thì làm tới đó. Mẹ à, con mới nói với mẹ mà thực sự là có rất là nhiều điều
con chỉ giữ trong lòng thôi mà con không dám nói ra. Nhưng mà con vẫn mong mẹ hiểu là con cũng rất là thương mẹ và con rất là cảm ơn mẹ vì mẹ đã sát cánh với con từ khi mà con sinh ra, mang con đến cuộc sống này. Đến tận bây giờ khi mà con đã có em bé rồi, mẹ vẫn ở bên cạnh con và chăm sóc con của con. Khi mà làm mẹ rồi thì con mới hiểu được tấm lòng của mẹ. Mẹ đã lo lắng cho con rất nhiều nhưng mà ngày xưa con không hiểu, con lại trách mẹ là tại sao mẹ lại can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con. Nhưng mà đến tận bây giờ khi làm mẹ rồi con mới hiểu được là tất cả những điều mẹ làm chỉ là để lo lắng cho con và vì con, mong con những điều tốt đẹp nhất mà thôi. Thì thông qua chương trình Cha với Mẹ Bỉm Sữa thì con cũng mong muốn nhắn gửi với mẹ rằng là hy vọng là mẹ có thật nhiều sức khỏe để có thể là tiếp tục ở bên cạnh con, ở bên cạnh Emmy và con sẽ có nhiều dịp hơn để có thể là đưa mẹ đi chơi, đi du lịch nước ngoài để mẹ có thể là tận hưởng cuộc sống này. Và cũng nhân dịp này thì cũng xin được gửi lời cảm ơn đến ekip và những người thực hiện chương trình của Cha với Mẹ Bỉm Sữa. Xin được gửi lời cảm ơn đến chị Lan và chị Tonya. Nhờ có chương trình này mà thực sự em nói thật là đến tận bây giờ em vẫn cảm thấy rất là biết ơn chương trình, bởi vì thông qua những câu chuyện của những cái bà mẹ bỉm sữa của chương trình mà em cảm thấy mình thực sự rất rất là may mắn và mình còn hơn rất là nhiều người nữa, cho nên là mình phải trân trọng cuộc sống hiện tại bởi vì quá khứ cũng đã qua rồi, tương lai thì mình chưa tới, mình đừng có nghĩ quá nhiều về chuyện tương lai, chỉ nên tập trung vào cuộc sống hiện tại là chăm sóc thật tốt cho em bé và tận hưởng cuộc sống gia đình của mình mà thôi. Rất là cảm ơn Thảo khi mà ngày hôm nay Thảo nói một cái lời cảm ơn đến chương trình. Bản thân em cũng rất cảm ơn chương trình, là bởi vì á, khi em ngồi ở đây rồi em mới nghe được rất là nhiều câu chuyện. Và đúng như Thảo nói là mình may mắn hơn nhiều người lắm. Cho nên là với chương trình này mang tới cho em rất là nhiều cái năng lượng tích cực. Mà mình cảm thấy là mình nên sống một cách tích cực hơn nhiều nữa, để mà mình lan tỏa cái năng lượng đó ra cho tất cả mọi người. Cảm ơn Thảo đã đến chương trình và